lost a little bit, caught in the middle of life. It's a maze, love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I tried, I got to let it go. Bỗng dưng mây đen đầy gồm làn gió khiến cho tóc bay và mưa khẽ rơi vẫn trên áo em. Dường như ai kia trông thấy em hồn nhiên chưa biết yêu. Just lòng nghe xôn xao. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze, love is a riddle. Khẽ hai cả cùng gió. Can't do it alone. I tried, I got to let it. I'm just a little bit caught in the middle. I'm so scared. Luôn dấu em dẫu bên anh vẫn bên, sao cảm giác quá quen thuộc? Có phải là em đang yêu? Đang bị cười, đang đi rằng anh ghét quá. Cùng môi nói yêu ngọt ngào, nhưng bỗng dưng mây đen đầy. Cùng làn gió khiến cho tóc bay, chưa biết yêu nhưng trong lòng nghe xôn xao. I'm just a little bit lost. Câu chuyện cũ ớ thơ không vì nhiều, tim không còn vui đớn đau. Ấp ngã trong cuộc sống, không mà dễ em thấy nản lòng. I'm got to let it. I'm just a little bit lost in the middle. I'm so scared, but I'm not showing it out. Don't figure it out. It's bringing me down. I know I got to let this go. I just enjoy the show. Dum de dum, da dum de dum. Just enjoy the show. Dum de dum, a dum de dum. Still enjoy the show. Ngày em giữa chân bước nhanh trên hè phố, tự tin cùng nụ cười rất tươi, khẽ hát ca cùng gió. Nè 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 nè. I got to say, I'm just a little bit lost in the mirror. Giấc mơ ngày, but I don't show it. Sẽ có hoàn tử cho em một cảm giác yên bình. Got to let là anh, và em đã biết yêu anh. Dum de dum, da dum de dum. Just enjoy the show. Dum de dum, da dum de dum. Just enjoy the show. I want you by my side. I want you by my side. Em chờ có anh. I want my money. I want my money. Give it to by my side. Da yo ah. Just enjoy the show. Okay, finish. Thank you. Bye bye. Thank you for watching. This is our first vlog, and I'm from Malaysia. I'm a corn and I come from Vietnam. She's corn from Vietnam, like the corn. Yeah, thank you. Thank you. Thank you for watching. Thank you. Hope you guys be inspired soon. Bye bye. Inspire soon. What that mean? Inspired. Like encourage or motivated. Yeah. So like when people see okay, it, they're like, okay, see it. We can slowly improve and do better. We are karaokeing. We don't